Một thông tin đáng chú ý đối với những người yêu thiên văn học vào ngay lúc này, hiện tượng nguyệt thực toàn phần đang diễn ra. Đây là nguyệt thực thứ hai và cũng là lần cuối cùng trong năm nay. Nhiều khu vực của châu Á, trong đó có Việt Nam, có thể quan sát toàn phần của nguyệt thực. Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mà trái đất, mặt trăng và mặt trời nằm thẳng hàng. Mặt trăng đi vào vùng tối phía sau của trái đất và chỉ nhận được một phần ánh sáng từ phía mặt trời. Khi hiện tượng này xảy ra thì ánh sáng mặt trời chiếu đến mặt trăng sẽ bị khí quyển của trái đất khúc xạ, hiện lên một màu đỏ trên bầu trời. Chính vì vậy hiện tượng này còn được gọi là mặt trăng máu. Và anh Tùng, ở Việt Nam thì người dân sẽ được quan sát nguyệt thực toàn phần vào thời điểm nào trong ngày ạ? Vâng ạ, ngay cái thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện ở đây thì ở lãnh thổ Việt Nam là chúng ta đã có thể quan sát được nguyệt thực toàn phần rồi. Và cái thời điểm 17h59 phút thì nguyệt thực sẽ đạt cực đại. Vâng. Và thưa quý vị, dự kiến là quá trình diễn ra nguyệt thực toàn phần thì còn kéo dài khoảng gần một tiếng nữa khi mà mặt trăng lên cao so với đường chân trời. Khoảng 1 đến 2 tiếng sau thì sẽ là nguyệt thực một phần và nguyệt thực nửa tối. Đây là đợt nguyệt thực toàn phần kéo dài nhất trong năm. Người dân có thể là không cần phải dùng đến kính thiên văn mà vẫn có thể quan sát được bằng mắt thường. Hãy chọn những nơi cao với góc nhìn càng rộng càng tốt và nhìn về phía bầu trời phía đông. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thì tương đối là dễ theo dõi, kể cả với trẻ em mà không cần đến các biện pháp an toàn. Về thời tiết thì cũng khá là thuận lợi để mọi người có thể quan sát. Trong vòng 1 đến 2 tiếng tới thì cả nước hầu như là không có mưa, trời quang mây, nhất là ở miền Bắc và thủ đô Hà Nội thì mức nhiệt được dự báo là 24 độ, trời dịu mát. Với Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thì trời đan xen với những khoảng có mây và thời tiết cũng mát mẻ, dễ chịu là từ 25 đến 27 độ. Ngày mai thì thời tiết cả nước vẫn là nắng nhiều. Thủ đô Hà Nội và các thành phố của miền Bắc thì nhiệt độ trưa mai hầu hết đó là 28 đến 29 độ. Quý vị chỉ lưu ý là vào sáng sớm thì có thể là có sương mù, vùng núi sương mù dày thì có thể là ảnh hưởng đến giao thông. Còn với Nam Bộ, ngày mai cũng ít mưa, nhưng quý vị cần lưu ý là chiều cường sẽ lên cao vào sáng sớm và chiều tối. Dự báo là con nước trên sông Sài Gòn và sông Hậu qua Cần Thơ đều sẽ vượt mức báo động 3, nguy cơ xảy ra hiện tượng ngập lụt ở những vùng trũng thấp ven sông. Còn bây giờ chúng tôi xin được cập nhật những thông tin dự báo chi tiết cho một số địa điểm đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay trời khá lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ 19 độ. Sáng sớm mai sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng lên đạt ở mức 29 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm nay se se lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ. Ngày mai thì trời nắng đẹp, nắng chục tiếng mà không khí vẫn dễ chịu, nhiệt độ không quá 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay trời dịu mát, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ. Ngày mai thì nắng nhiều, hơi nóng vào buổi trưa với mức nhiệt cao nhất là 33 độ.